Cái mùa này khách đi không đầy tàu hả? Nói chung là khách cũng còn chiên về lặn. Họ thích lặn, họ đi cái tour này. Chú có thích lặn không? Không. Ông cái môn này chú thấy nó rộn rà chưa? Nó rất là an toàn, cái trang chuẩn bị nữa. Dạ. Đấy, không ạ. Muốn đi lên, bọc lên. Đơn giản. À. Chú rất lớn tuổi ha, có gia đình hết rồi. Má nấu mới tóc vàng. Tại vì vậy sống gặp khổ đi.
cho đầy nhớ thương. Lệ ướt xin tình vấn thương, bên ngoài gió mưa sao vẫn vắng thương. Cái biển mình sống êm là nhờ mấy con núi này nó che gió lại. Làm gì rửa tiếng hả?